Vâng, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Dược số 1 Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, trong video này thì tôi mời anh chị cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về một vị thuốc dân gian. Và cái vị thuốc này được dân gian sử dụng từ lâu đời rồi, đồng thời thì nó cũng là một vị thuốc quý được y học cổ truyền ghi nhận có các cái tác dụng rất là tốt về gan, về giải độc. Vị cây thuốc mà tôi sắp chia sẻ ở đây có tên gọi là cây nhân trần. Đối với một số anh chị thì cây nhân trần không còn xa lạ gì, bởi vì nhân trần được biết đến là một cái thức uống giải nhiệt, là một cái vị trà giải nhiệt trong mỗi mùa hè oi bức. Ở các cái thành phố lớn thì khi chúng ta nghỉ chân ở các cái trạm nghỉ chân, ở các cái trạm dừng xe buýt và một số các cái địa điểm công cộng, một số các cái quán trà đá ven đường thì chúng ta không còn xa lạ gì đối với cái vị thuốc nhân trần. Mùa hè nắng nóng mà được một cốc nhân trần đá thì rất là tuyệt vời, phải không anh chị? Tuy nhiên thì trong video này tôi sẽ không chia sẻ cái cây thuốc nhân trần với vai trò là một vị trà giúp giải khát mùa hè, mà tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn, sẽ giúp anh chị nhận biết cây nhân trần ngoài thực tế như thế nào, hình dáng ra sao. Và đồng thời tôi sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhất những cái công dụng của cây nhân trần và một số các cái bài thuốc từ cây nhân trần. Và tôi cũng hy vọng rằng những cái bài thuốc này sẽ giúp ích cho anh chị có thêm các cái bài thuốc hay để áp dụng điều trị các cái bệnh cho mình và người thân trong gia đình một cách hiệu quả, an toàn. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu qua với anh chị một số các cái thông tin chung sẽ giúp ích anh chị nào chưa biết về cây nhân trần có thêm một cái thông tin hữu ích về cây thuốc này. Đây là một cái cây thuốc thường dùng trong đông y để điều trị các cái chứng bệnh về gan như là vàng da, và nó giúp thanh nhiệt, giải độc, trừ phong thấp, giúp tiêu thủng độc, giảm đau, tiêu viêm và chống ngứa rất là tốt. Đặc biệt thì cái vị thuốc này có vị cay, đắng, có tính ấm, rất là hữu ích cho các sản phụ. Chính vì vậy mà anh chị nếu mà biết cách sử dụng cái vị thuốc này thì đem lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về hình dáng của nó. Đây chính là cái cây nhân trần. Thì thưa anh chị, cái lá của nhân trần anh chị có thể quan sát. Đó, cái lá này, cái thân có một cái lớp lông mịn màu trắng. Và cây nhân trần này thường thường nó không phân nhánh. Bề mặt lá thì có răng cưa rất là nhỏ. Bên dưới bề mặt lá đây thì nó có các cái gân nổi rất là rõ ràng. Cái cây nhân trần này là thuộc họ hoa mõm chó. Cây thuốc này thì cũng là một cây thuốc khá quen thuộc thôi. Đối với người dân chúng ta thì đây là một cái cây thuốc thường dùng để pha trà trong những ngày hè nắng nóng, thì như đầu video tôi đã chia sẻ rồi. Một số các cái đặc điểm về cây nhân trần thì anh chị có thể để ý này. Cây nhân trần là một loại cây thảo có chiều cao từ 30cm đến 1m. Thân nó mọc thẳng và cái thân này nó màu hơi tím một chút. Trên đó thì nó có cái lông trắng mịn. Lá của nó thì mọc đối, hoa thì màu tím. Quả dài hình trứng và hạt thì nhiều. Vào mùa hoa quả của nó thường rơi vào từng tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Toàn bộ cái thân cây khi chúng ta đưa mũi lại gần thì nó toát lên mùi thơm rất là dễ chịu. Mùi thơm của thảo dược. Rất là hy vọng rằng anh chị nào đi đồi núi thì khi chúng ta có cơ hội gặp cái cây nhân trần này thì chúng ta có thể thị phạm nó sẽ rõ hơn. Chúng ta quan sát và chúng ta tận tay sờ và ngửi cái vị cây thuốc này thì mới thấy nó dễ chịu như thế nào. Thông thường thì cái cây nhân trần này thì thưa với anh chị, nó mọc ở các cái vùng núi có độ cao khoảng 300 đến 2000 mét. Và nó thường phân bố nhiều ở các cái tỉnh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan. Và ở Việt Nam chúng ta thì nó phân bố ở các cái tỉnh như là Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,
Tuyên Quang, Bắc Cạn và ở một số các cái tỉnh miền Trung như là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Sau đây thì tôi xin chia sẻ một số các cái bài thuốc của cây nhân trần này. Hy vọng rằng đây là các cái bài thuốc nó sẽ giúp ích anh chị trong cuộc sống, và đặc biệt là những anh chị nào đang mắc căn bệnh về gan thì chúng ta sẽ có thêm một các cái lựa chọn mới trong việc điều trị bệnh từ cây nhân trần này. Đầu tiên là chúng ta có thể dùng cái cây nhân trần này để điều trị căn bệnh viêm gan. Nó giúp mát gan, lợi mật, thanh nhiệt. Đối với bài thuốc này thì chúng ta dùng 30g nhân trần thái vụn, hãm với nước sôi, đun trong khoảng 15 phút và sau đó chúng ta thêm một chút đường, dùng uống thay trà hàng ngày sẽ giúp các bệnh nhân do thấp nhiệt điều trị vàng gan cấp và mãn tính, giúp mát gan, lợi mật, thanh nhiệt rất là hiệu quả. Và bài thuốc thứ hai là bài thuốc chúng ta dùng cây nhân trần để điều trị căn bệnh viêm gan giai đoạn có di chứng như là rối loạn tiêu hóa. Đối với căn bệnh này thì chúng ta dùng 500g nhân trần, 500g mạch nha, 250g quất bì, đem tất cả các cái vị thuốc đem sấy khô, tán vụn, mỗi ngày dùng 60g hãm với nước sôi, uống thay trà trong ngày. Đối với bài thuốc này thì sẽ giúp điều trị chứng viêm gan ở giai đoạn có di chứng như là rối loạn tiêu hóa, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu một cách hiệu quả. Bài thuốc thứ ba đó là bài chúng ta dùng cây nhân trần này để điều trị chứng đau đầu, say lắng, sốt lóng. Đối với bài thuốc này chúng ta dùng nhân trần và hành trắng mỗi thứ một lắm rồi sắc uống sẽ giúp chữa đau đầu một cách hiệu quả, chữa say lắng, chữa sốt lóng rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta có thể dùng nhân trần để điều trị căn bệnh hen suyễn. Đối với căn bệnh này thì chúng ta dùng lá nhân trần cắt thành từng sợi nhỏ rồi trộn với cà độc dược quấn thành điếu thuốc hút sẽ giúp chữa hen suyễn một cách hiệu quả. Tôi sẽ chia sẻ đến anh chị một bài thuốc nữa giúp phòng chống bệnh viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật. Đối với bài thuốc dùng phòng bệnh này thì chúng ta dùng 150g nhân trần, 300g dâu ngô, 150g bổ công anh. Tất cả các cái vị thuốc này chúng ta có thể tán vụn, mỗi ngày dùng 50g, hãm với nước sôi, uống thay trà. Bài thuốc này sẽ giúp phòng chống bệnh viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật một cách hiệu quả. Đó là những cái bài thuốc và cách phòng bệnh của cây nhân trần. Và sau đây thì tôi sẽ lưu ý đến anh chị một số điều cần lưu ý khi chúng ta sử dụng cây nhân trần. Thì thưa với anh chị, dù là một vị thuốc tốt nhưng nếu không biết cách sử dụng nhân trần đúng cách có thể gây ra tác dụng ngược, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy mà anh chị cần lưu ý một số các cái điểm sau. Đầu tiên là anh chị cần tránh pha nhân trần cùng với cam thảo. Nguyên nhân là bởi vì nhân trần có tính hàn, vị cay, có tác dụng đào thải, còn cam thảo giúp bổ khí, chủ trị các cái chứng tỳ vị hư nhược. Cam thảo có tính chất giữ nước, trong khi nhân trần lại giúp đào thải, nên không kết hợp được với nhau. Tiếp theo là phụ nữ mang thai, nếu không mắc các cái chứng bệnh về gan thì không nên sử dụng cây nhân trần. Thứ ba là không nên uống nhân trần hàng ngày, bởi nhiều người nghĩ rằng uống nhân trần hàng ngày sẽ rất là tốt vì có công dụng mát gan giải nhiệt. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chúng tôi thì đối với nguyên tắc điều trị, khi mật không tiết được ra thì mới cần lợi mật, gan có vấn đề mới phải nhuận gan. Nếu không có bệnh mà uống nhân trần hàng ngày sẽ làm gan và mật không có bệnh vẫn phải tiết, dẫn tới việc tổn thương, mất cân bằng. Ngoài ra thì nhân trần giúp lợi tiểu, nên nếu được dùng nhiều sẽ dẫn đến việc mất nước và các cái chất dinh dưỡng bị đào thải ra ngoài một cách thường xuyên, và từ đó sẽ làm cơ thể mệt mỏi, uể oải, chán ăn. Như vậy là tôi đã chia sẻ đến anh chị một số các cái đặc điểm của cây nhân trần ngoài tự nhiên và một số các cái bài thuốc từ cây nhân trần. Và nếu anh chị nào có quan tâm đến vị cây thuốc nhân trần có nguồn gốc từ tự nhiên thì có thể liên hệ với chúng tôi, công ty Thảo Dược số 1, qua số điện thoại 0982957282 hoặc số tổng đài 1900989801. Chúng tôi nhận chuyển hàng trên toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị.